Dạ, xin chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu là một lô phôi sam hương. Mấy cây sam hương này nó cũng đang đâm chồi lại rồi, trồng trong chậu từ nhỏ đến lớn nên cái bầu rễ cám rất là nhiều luôn. Cây rất là dễ trồng dễ sống ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em qua số điện thoại là 0829 160355 hoặc nhắn tin qua Zalo em số này luôn. Cây đầu tiên này có mã số là 138. Hoành thân cây này nó là 21,5. Cây này có đế nở luôn nha cô chú. Ở trên eo này là 21,5. Chiều cao em đo tới đây là 35. Cành đổ tới đây là 35 luôn ạ. Chỗ này thì nó có bị chóc da ngay chỗ này một chút xíu thôi. Sam hương nó dễ kéo sẹo nhanh lắm nha cô chú, không sao hết. Rồi mã số 138, cây này em xin giao lưu là 600.000 em bao ship luôn. Mã số 138 ạ. Rồi mã số 139. Mấy cây này nó đang đâm chồi lên hết rồi nè cô chú. Cây rất là dễ sống luôn. Hoành em đo ở đây là 25. Chiều cao là 39. Cành đổ nó là 39 luôn. Kính bầu nó cùng một cỡ bầu là 22. Mã số 139, cây này 600.000 em bao ship luôn ạ. Rồi 140. Hoành thân là 19. Chiều cao là 29. Cành đổ là 30. Mã số 140, cây này 500.000 ha cô chú. Mã số 140. Mã số 141. Hoành ở đây là 26 ạ. Chiều cao nó là 29. Chiều cao với em thấy chiều đổ của nó cũng bằng nhau ạ. Mã số 141, cây này 500.000 luôn ạ. Mã số 141, cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gọi đúng cây được nha. Rồi 142. Hoành thân đây là 22. Chiều cao cây này là 30. Mã số 142, 500.000 luôn ạ. Rồi mã số 143. Hoành em đo ở vị trí này là 30 ha cô chú. Khoan. Cái sát dưới đây đi là em trừ hao đi là 29 thôi. Rồi. Cái cây này thì nó bị tét da ngay đây nè cô chú. Rồi, chiều cao ha. Chiều cao của nó là 20. Cành đổ là 30. Mã số 143, cây này 500.000 luôn ạ. Mã số 143.
Rồi 144. Hoành ở đây là 25. Chiều cao là 29. Cành đổ là 40. Mã số 144, cây này 500 ngàn luôn ạ. À. 145, cây này to nha cô chú. Cái này báo anh nó bị chạy nha chỗ này nè cô chú. Rồi trên cái đầu này thì nó cũng bị chạy da đây ha. Này em trừ hao về cô chú anh chị mình có thể cắt lên, cắt bỏ chút em. Cái này nó to lắm. Hoành em đo dưới đây là 30. Chiều dài là 30 luôn. Rồi mã số 145, cây này 600 ngàn luôn ạ. Mã số 145. Mã số 146. Hoành đế hàm đó đây là 33. Trên đây xíu là 30. Chiều cao là 30. Nó đang đâm mục rất là nhiều luôn. Mã số 146. Cây này 600 ngàn em bao ship luôn. Mã số 146 ạ. Rồi 147. Cái này đế nhỏ ha cô chú. Đo hoành thân của nó là 20. Chiều dài cành đổ là 30. Mã số 147, cây này 400 ngàn thôi ạ. Mã số 147. Mã số 148, đâm chồi quá nhờ nhiều luôn. Mã số 148. Đế nỏ luôn ha cô chú em, đeo hoành thân của nó là 17. Chiều cao là 40. Mã số 148, cây này 550 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Và em xin chào.